Ok, xin chào tất cả các cậu nha. Xin chào tất cả các cậu quay trở lại với video của mình. Các cậu nhìn thấy ở đằng xa xa kia không? Đó một ngôi nhà rất là to, mình đang đứng cách hẳn 100 mét mà nó vẫn còn to như thế. Thì các cậu biết được là nó sẽ to như thế nào, đến mức nào. Đó chính là nhà thi đấu của tỉnh Thái Nguyên nha. Đó, đây chính là nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. Trời ơi, nó cực kỳ là to luôn. Thì mình đang đứng ở tận bên đường bên này cơ. Đi bộ sang bên kia là rất là xa, nên là mình sẽ đứng đây mình quay luôn cho các cậu về cái nhà thi đấu bên đó nha. Chờ mình một chút, mình uống lốt nước đã. Sau đó mình sẽ bỏ lại đi và chúng ta sẽ đến gần hơn nha. Ok, mình sẽ quay gần hơn về cái đấy cho các cậu xem nha. Đó, mình sẽ quay gần hơn về nhà thi đấu nha. Đó, thực ra nó cách ra rất là xa mình luôn, chứ nó không ở gần mình đâu nha. Nó cực kỳ xa mình. Đây là toàn bộ trục đường ở trên chỗ gần nhà thi đấu nha. Đó, mình sẽ chỉ đứng ở đây thôi nha. Tại vì đi xa quá rất là nóng, mình sẽ để máy xuống. Mình sẽ không cầm máy nữa, cho các cậu nhìn. Đó chính là nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha. Thật ra rất là nóng bức. 12 giờ trưa rồi. Mình đi ngang qua đây là mình review luôn cho các cậu nha. Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha. Rất là to. Rất là rộng. Nó rộng đến mấy trăm mét vuông mình cũng không nhớ nữa. Có sân bóng này, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân đá bóng, cầu lông rất là nhiều, rất là nhiều luôn nha. Con đường này cũng rất là rộng đấy, để đi và xe cộ đi lại rất là nhiều. Đây là trục đường chính của thành phố Thái Nguyên. Thế đây là chúng ta mà còn muốn đi lại nó rất là khó, đi sang tận bên đường bên kia mà mình còn đi bộ nữa. Thông cảm của mình nhá. Mình chỉ có thể đứng ở gần nhé, đứng ở gần nó ở cái góc độ này để mình có thể quay các cậu thôi. Còn để mà đi tít ra đằng kia thì mình cảm thấy nó rất là xa. Mình sẽ không đi được. Bởi vì mình đang rất là đói, rất là mệt và rất là đau chân nữa. Tôi yêu thành phố Thái Nguyên. I love you Thái Nguyên. Tôi yêu Thái Nguyên. Nhạc. Tôi yêu Thái Nguyên, tôi sẽ át nhạc. Đứng ở đây chúng ta nói to lên. Tôi yêu Thái Nguyên. Tôi yêu Thái Nguyên, đây là những gì của Thái Nguyên tôi đều biết nha. Tôi yêu Thái Nguyên. Ok, hét ở Mỹ chán rồi, nhạc cũng đã tắt nha cậu nha. Đó chính là nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha. Nhà thi đấu của tỉnh. Nghe nói nhà thi đấu của một tỉnh, các cậu đã biết là nó to như thế nào rồi đúng không ạ? Cực kỳ là to luôn. To vật vã luôn nha. Trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Con đường rất là rộng, trời ơi, nhìn nó đã không muốn đi rồi các cậu ạ. Nó xa lắm, xa tít mù tắp luôn. Xa tít mù tắp luôn. Đó chính là cái trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên và cũng là nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha.
Rồi ok, nhưng mà nào yêu thích cái video này của mình thì nhớ like, share và subscribe giúp mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các cậu những video lần sau.